giận vì bị chỉ trích cho đá bù giờ quá nhiều, trọng tài đã tung ra những cú đấm vào mặt của cầu thủ Al Ahly. Dù đã dẫn trước 2-0 nhưng đội khách Al Ahly lại bị Al Ahly Tripoli gỡ hòa. Trong đó có bàn thắng ấn định tỷ số của Al Ahly Tripoli được ghi ở phút 90+4. Khi trận đấu vừa kết thúc, các cầu thủ và ban huấn luyện của Al Ahly đã tiến đến để chỉ trích trọng tài rằng ông đã cho đá bù giờ quá nhiều. Dù trọng tài đã giải thích bù giờ là đúng luật, nhưng các cầu thủ vẫn phản ứng dữ dội. Có lẽ do quá tức giận nên vị vua áo đen đã tung ra những cú đấm trúng vào mặt cầu thủ Al Ahly. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và đặt chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Trong bóng đá, những chiếc thẻ đỏ là thứ vũ khí tối thượng để khắc chế những cái đầu nóng lúc nào cũng muốn giải quyết ân oán bằng nắm đấm ngay trên sân. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại những pha nhận thẻ đỏ nổi tiếng nhất trong lịch sử túc cầu giáo, xen lẫn với đó là những tình huống xử lý bóng ảo diệu của các ngôi sao sân cỏ ngay và luôn các bạn nhé. Lên đường thôi nào. Phút 47 của trận đấu giữa Anh và Argentina tại World Cup 1998, Diego Simeone phạm lỗi với David Beckham, tiền vệ khi đó đang chơi cho Inter Milan đã rất cáo già, có hành vi khiêu khích đối thủ. N'Golo vào bóng từ phía sau khi ngã xuống còn cố tình ấn người Best nằm bẹp xuống sân. Thế là Beckham cố gắng trả đũa, cố đưa cái gót chân khẽ chạm vào đối thủ. Chỉ chưa có thế, Simeone vừa ngã xuống vừa ra dấu hiệu cho trọng tài, sau đó lăn lộn trong đau đớn. Kết cục, chú cừu non Beckham đã phải nhận chiếc thẻ đỏ từ trọng tài và rời sân trong cay đắng. Zinedine Zidane trong trận chung kết World Cup 2006 đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng với hành động húc thẳng vào ngực của Marco Materazzi bên phía đội tuyển Ý. Trọng tài đương nhiên rút thẻ đỏ trước quyền thi đấu Zidane, qua đó cũng khép lại luôn cơ hội vô địch thế giới lần thứ hai của tuyển Pháp, điều mà họ phải đợi đến năm 2018 mới thực hiện được. Mọi thứ đang yên đang lành, bỗng dưng hai ông thần Lee Bowyer và Kieron Dier đã lao vào choảng nhau như đúng rồi. Đáng nói ở chỗ, cả hai khi đó đang là đồng đội tại Newcastle. Sao lại nội chiến như vậy? Anh em phải yêu thương nhau chứ. Cũng không rõ là Oliver Kahn lên tham gia tấn công quả này làm gì khi mà huyền thoại người Đức vẫn dùng tay đấm bóng như đúng rồi. Hành động phá cách đấy, nhận tạm cái thẻ đỏ từ trọng tài nha, rất là mất thời gian luôn. Nhìn vết thương mà Scott McTominay nhận phải thì quả đúng là tên hung thủ kia xứng đáng nhận thẻ đỏ rồi đấy. Đá bóng chứ có phải đi đánh lộn đâu mà tạo ra sát thương ghê gớm vậy anh trai. Phạm lỗi thô bạo, cậy mắt đối thủ rồi đấm luôn cả trọng tài. Thôi tội ông này chắc chắn thì phải ăn thêm chục cái thẻ đỏ nữa mới bỏ, một cái thì nhẹ quá. Lionel Messi từ khi còn là cầu thủ trẻ đã thể hiện mình nhỏ nhưng có võ, bị đối phương kéo áo là quay lại đánh nguội luôn, khẳng định luôn đừng có thấy tôi bé mà mấy ông bắt nạt nha. Mà đã gấu vậy rồi thì phải làm thêm cái thẻ đỏ cho đúng quy trình nha em Pulga. Ok, một tình huống ghi bàn như vậy thì thẻ đỏ ở chỗ nào? Các bác đừng nóng vội, hãy xem pha ăn mừng cực dị của thanh niên này rồi sẽ hiểu ra vấn đề. Cái tội phá hoại của công này thì ăn thẻ đỏ xong còn phạt tiền nữa mới bỏ, ảo thực đấy. Chỉ vỏn vẹn 38 giây từ khi vào sân, Guerra đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Martin Atkinson sau pha trả đũa ác ý với Ander Herrera bên phía MU. Và kể từ đó, giai thoại về một huyền thoại 38 giây đã được ra đời, xứng đáng lưu danh sử sách. Gì vậy anh trai, có giả ngất hay không thì cũng phải nhận thẻ đỏ rồi. Thôi đừng cầu diễn nữa, xin mời anh ra khỏi sân giùm trọng tài. Lợi thế của các thủ môn là được dùng tay trong vòng cấm, nhưng trong trường hợp này thì cái lợi thế đó đã bị ông anh biến thành cái hố tự chôn mình. Cái gì mà sờ mặt người ta thô bạo không trừ phát nào vậy, xứng đáng nhận thẻ đỏ chưa?
Bình thường thì các thủ môn không được đánh giá cao về mặt tốc độ, điều đó thì cũng hợp lý. Cơ mà Zohar trong tình huống này đã chứng minh không gì là không thể. Một cú nước rút ngoạn mục của thủ môn người Anh đã trực tiếp cứu Manchester City khỏi thêm một bàn thua nữa từ gã hàng xóm Man United. Bàn thắng này đúng chất một mình làm hết luôn của Dimitri Payet. Cựu sao West Ham đang vào form lúc ấy, kính mong đội bạn đừng có truy cản hay làm phiền, không có tác dụng đâu. Đây đây, người chơi hệ lừa Neymar của anh em đây. Làm sao có thể thiếu siêu sao Brazil trong chuyên mục dành cho những thánh quẩy được chứ? Neymar phô diễn kỹ thuật 5 sao thượng hạng liền. Lẽ thường thì một pha móc bóng chính xác thôi cũng đủ tạo ra sát thương lớn rồi. Đây lại còn xong kiếm hợp bích nữa thì thôi, manh lưới đối thủ cứ phải gọi là bị xé toang không trượt đi đâu được. Sử dụng chính trọng tài để lừa đối thủ, đó gọi là IQ vô cực của một siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới. Và tác giả thì còn ai khác ngoài Lionel Messi nữa bà con. Đứng trước cơ hội đối mặt với thủ môn thuận lợi như này, 99,9% cầu thủ sẽ lựa chọn dứt điểm, nhưng Guti thì sẽ là phần còn lại. Cựu sao Real Madrid đã quyết định đánh góp kiến tạo cho Benzema từ đằng sau. Và đương nhiên rồi, làm sao tiền đạo người Pháp có thể bỏ qua món quà giá trị như vậy từ đàn anh chứ? Mọi người nghĩ rằng lưới của Real Madrid sẽ bị rung lên trong tình huống này ư? Đáng tiếc, đứng trong khung gỗ là Iker Casillas và thánh Iker sẽ không thể để điều đó xảy ra. Một phản xạ tuyệt vời để khẳng định vị thế thủ môn đẳng cấp, 10 điểm cho chất lượng Casillas. Cho đến nay, siêu phẩm của Dennis Bergkamp vào lưới của Newcastle vẫn được xem là bàn thắng ma thuật. Danh thủ Hà Lan trong tư thế quay lưng về hướng khung thành vẫn có thể chạm bóng tinh tế rồi xoay người thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ Newcastle. Sau đó, Bergkamp đã di chuyển ra sau lưng hậu vệ rồi dứt điểm ghi bàn. Nó quá là ảo ma đi mà. Lấy đà rõ xa nhưng mà lại là đi bộ. Thanh niên áo đỏ đã có một cú lừa ngoạn mục và đánh gục hoàn toàn thủ môn đội bạn trên chấm 11m. Nhận thấy mình đã đứng ở trong tư thế việt vị, Ibrahimovic bỗng chốc hóa thành tượng để mở đường cho đồng đội tiếp tục dẫn bóng và ghi bàn. Đấy, đẳng cấp của tiền đạo người Thụy Điển thể hiện ở ngay việc anh ấy không làm gì luôn mà. Dân chơi Ibrahimovic một khi đã muốn lập siêu phẩm thì chắc chắn sẽ toàn tạo ra bàn thắng dị biệt thôi. Điển hình như cú dứt điểm đập xà lập bập hết phần thiên hạ này khiến cho các Manusians hồi hộp rung bắn cả tim. Rồi cuối cùng, người chiến thắng vẫn là Zlatan Ibrahimovic mà thôi. Vừa rồi là những chiếc thẻ đỏ kinh điển cùng với những pha xử lý bóng khó tin gây hưng phấn cho người hâm mộ của các ngôi sao bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.